chọn giải rồi. Hello, chào cả nhà nha. Thì hôm nay em sẽ gửi nhà món là phở bò cả nhà nha. Thì cho nhà xem nguyên liệu em đã chuẩn bị sẵn cả nhà. Đây còn đây là phở cả nhà nha. Đó. Đây phở các kiểu. Đây là những cái gia vị củ cải, hành tây đó các kiểu nha nha. Đây rau muống với chú bào cả nhà nha. Đó. Thì đây là ớt thịt bò với xương bò em mua về sớm để về nấu nước lèo cả nhà nha. Thì mời cả nhà về vào bếp cùng em cả nhà nha. Mình sẽ bật cái sau đó mình sẽ nấu nước lèo cả nhà nha. Giờ mình làm món bún bò Huế mời cả nhà đỡ nhà ăn sáng cùng gia đình em luôn nha. Giờ mình sẽ nấu cái nước lèo rồi đem ra mình chỉ chuẩn là chiến thôi cả nhà. Đó, mình nguyên liệu chuẩn bị sẵn xong rồi chủ yếu là mình vô bếp mình nấu nước súp cái là ok cả nhà nha. Đó, đầu tiên em sẽ bỏ tỏi vô. Dẻo. Đổi cơm mình bỏ vào cái xương dưới cái nhà nha. Bỏ cái xương vô mình nấu nước cái súp cái. Còn này hồi mình ăn mình trụng tái cả nhà nha. Nhà da bò ngắt nha. Còn ba cái thịt nạc này hồi em cho đi mình trụng ở sau cái nhà nha. Và đã nha. Sẽ bỏ và cái gia vị vô của hành với của cải trắng ở nhà nha. Để cho nước nha. Cái này hồi bỏ sao nhà hồi nó mau chín lắm. Bỏ sao và bỏ cải trắng vô cho nó ngọt nước ở nhà nha. Giờ dưới đây. Wow, giờ em sẽ vớt bọt ra nha. Chín cho cả nhà nha. Đó, cả nhà xem. Giờ sẽ nêm nếm và dọn ra đãi cả nhà thôi cả nhà. Em nêm bằng hạt, nêm cái nồi cả nhà. Đừng hơi chào cho. Nêm xong giờ em chụp ra đãi cả nhà cả nhà. Ba muỗng lụm. Sẽ cho cái
rồi kìa, rau là thơm nhau vô cả nhà nha. Quá đã cả nhà, cái này vô là nó mới thơm dữ cả nhà. À, quá đã lắm cả nhà, còn gì bạn. Chụm quá sợ nha. À, giờ mình sẽ bắt thử mở cái nhà nha. Qua đây nha. Thịt nó vô luôn ta. Giờ với thịt vô luôn nha. À, xảy luôn. Cho nước vô nhất rồi đó. Wow, quá đã, tô bún ở nhà ăn chưa, chưa thử nữa. Hello, chào bà cô chú nha. Chào cả nhà nha, cảm ơn các chú. Thì hôm nay gia đình sẽ đãi nhà món ăn sáng là món phở bò ở nhà nha. Cho nhà xem thành quả làm cũng xong cả nhà. Cả nhà xem nha. Qua đã nha. Đây là phở bò ở nhà nha. Quá đã nha. Đi mãi nhà ăn luôn cả nhà. Đây là tô phở bò em vừa làm xong đó nha. Giờ bỏ rau độn nha. Ăn đi con. Nhà thì nấu ngon hơn. Quá đã, nó hết sảy nha. Mở nhà miếng miếng bò nha nha, chấm nước mắm. Quá đã. Vô cái nhà nha. Cái này ớt, con có ớt không? Con để ớt chịu ăn. Thử bơ quay luôn. Cái nhà nè. Ừ. Cảm nhận sao em? Đã, ngon lắm. Dẫn lên. Quá đã cả nhà. Gầu muốn với bà chú bà của nhà nha. Ăn cái gì mới giận. Thịt bò đây nè. Wow, ấp mồm quá nha. Thịt bò ngon lắm, thịt bò tươi á. Thịt bò mới mua ra cả nhà. Mình sớm đi chợ, gia đình mình đi chợ thấy tươi mua rồi nấu đãi ở nhà món ăn sáng bò, phở bò cả nhà nha. Phải ăn đi. Nhà tô mình cả nhà nha. Để em cho hai con gà miêu trước rồi dựng máy chứ. Tối chót. Chuẩn liều quá, chuẩn liều. Thì nước mắm vô. Ờ, bà nước mình nhạt. Nghe quên à. Vô nhà tôi mình nè, mở nhà, mở nhà miếng nha. Mở ra. Ngoài hay ổn nhà, thông cảm nha nha. Anh vẫn để đoan xem làm sao.
Anh cũng có thể đưa qua chè con. Lên mời miếng cả nhà miếng không? Miếng thịt nhớ cả nhà nha. Chúc nhà bữa sáng có miệng dùm em luôn nha. Cảm ơn nhà. Đã cà lép em cũng xin tới đây cả nhà nha. Thì chúc cả nhà có một bữa ăn sáng ngon miệng nha. Và nhiều sức khỏe cả nhà. Gia đình chúng ba. Bye. Bye.